khi mà đi chung ngoài xanh chung với nhau thì ông này ông cứ bắt nạt em hoài. Nấu cơm thì cũng sẽ nấu cho ảnh ăn, ảnh sẽ không rửa chén. Đến lúc mà tắm xong giặt đồ là ông sẽ bắt em giặt đồ cho em, không bắt những bạn, có những bạn nữ khác nữa. Nhưng mà ông này ông chỉ đi mỗi em thôi. Rồi là ông này muốn đi mua đồ cũng lôi em đi theo chứ không có lôi bạn khác. Trước khi cưới 3 ngày á là em bị té gãy chân. Tiệc lên hết rồi, đồ may xong xuôi, thiệp mời đã phát đi rồi thì em gãy chân. Rồi sao? Dạ thì vẫn tiến hành bình thường thôi. Đám cưới là đi cà nhắc đúng không? Không dạ, đi được luôn. Không đi được luôn mà lúc đó là đãi ở dưới quên ngoài quê vợ em trước. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và kính chào quý vị khán giả tại trường quay ạ. Em tên là Lê Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1983, hiện tại là nhân viên của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Cao Thái Bảo, 27 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lớn nhau gần 10 tuổi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Cái cơ duyên nào mà để khiến xui hai bạn gặp nhau? Hồi xưa là vợ em là học trò ở trong trường, em công tác. Thì đang trò của thầy không đó. Lại nãy đoán là được rồi. Này nó có cái gì đó nó gần nhau. Nhưng mà em thì không có trực tiếp giảng dạy, nhưng mà em cũng có tham gia hoạt động bên đoàn hội. Vợ em lúc đó là học sinh thì cũng năm nhất năm hai, tham gia đoàn hội rất là năng động, sinh hoạt chung đoàn chung cho nên tụi em quen biết nhau ạ. Sau đó thì tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Tụi em được phân chung một tổ với nhau. Vợ em lúc đó mới giỡn sao lấy tay em cắn em, có là giấu răng luôn á. Sao vậy Bảo? Thì ông này ông cứ giỡn nhây, ông chọc em á, em cọc lên em cắn thôi. Cắn ổng. Tức là cái cắn đó là cái cắn cọc cằn đúng không? Dạ đúng rồi. Bội. Dạ đó là bực là yêu thương. Dạ không phải là thương nhau lắm. Là cắn thiệt luôn phải không? Dạ. Nó có cái dấu tay mà ông nói là nó bị bầm luôn cả tháng đời luôn. Chị tin tại vì cái răng em là răng thỏ. Sau cái lần bị cắn đó là tối hôm đó em về em cái cảm giác của em là sao? Sau đó thì mới có ấn tượng chứ tối đó thì chưa có ấn tượng liền. Cái dấu vết nó bắt đầu nó chuyển qua tím đó. Dạ. Đúng không? Thì bắt đầu em ấn tượng tới nhỏ bé này đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì sau đó là khoảng 1 năm thì lúc đó là tụi em mới đi mùa hè xanh chung với nhau. Gần 20 ngày đó thì ăn ở chung, sinh hoạt chung với nhau với lại bà con đó. Mới bắt đầu thấy sinh tình cảm không? Dạ đúng rồi. Đó coi như là sau mùa hè xanh thì là nước yêu nhau. Dạ. Và em sao? Khi mà đi chung mùa hè xanh chung với nhau thì ông này ông cứ bắt nạt em hoài. Nấu cơm thì cũng sẽ nấu cho ảnh ăn, ảnh sẽ không rửa chén. Đến lúc mà tắm xong giặt đồ là ông sẽ bắt em giặt đồ cho em luôn, không bắt những bạn, có những bạn nữ khác nữa. Nhưng mà ông này ông chỉ đi mỗi em thôi. Rồi là ông này muốn đi mua đồ cũng lôi em đi theo chứ không có lôi bạn khác. Có phải là do em để ý cô này không? Dạ đúng hả? Sau cái 20 ngày đó thì em có cảm thấy em quý, bắt đầu là yêu ảnh không? Lúc mà ở chung với nhau mặc dù là đi nhưng mà cảm thấy là anh này cũng thân thiện. Bao lâu thì tụi em mới chính thức yêu nhau? Dạ thì sau đó về khoảng 1 tháng. Ngỏ lời luôn đó? Không có ngỏ lời, tự cảm nhận, cứ đến chơi. Sau đó về thì em hay thường xuyên xuống chỗ trọ vợ em đó, ở là chơi, đi chơi, ăn uống đồ này kia. Sao từ từ đó là yêu chứ cũng không có ngỏ lời nói yêu, không có ấy. Cho dù là mình không ngỏ lời mình phải có một cái dấu hiệu nào đó chứ đúng không? Thì cái dấu hiệu là như chở đi chơi á, thì em hay bắt nắm tay ôm em. Hai đứa rất ít khi mà thể hiện sự quan tâm nhau qua lời nói mà chỉ là hành động. Ví dụ như là đi trên xe thì kiểu gì cũng phải ôm ổng bằng được, còn nếu mà không ổn là ôm ổng là ổng sẽ giận. Hồi nãy á, là em có kể chi tiết Bảo ở nhà trọ. Dạ. Là tới mấy năm? 3 năm. Dạ. Đó, vậy thì ở nhà trọ thì chắc chắn là anh cũng sẽ tới lui nhiều đúng không? Tới mà chưa có tới hết. Phải lúc mà gần cưới đó thì mới là tới luôn. Dạ đúng rồi. Là quen nhau bao lâu? 2 năm. Em đi công tác ở trường, em về mà em không có về nhà liền. Em xuống dưới phòng trọ của vợ em rồi thì xuống đó rồi mới đi ăn uống, đi chơi với nhau. Em cố tình đi về trễ mà để tối nói là lấy lý do là nhà đóng cửa ngủ rồi em mới ngủ lại đó. Tự nhiên thôi thì xong rồi chuyện nó tới là tới thôi chứ. Tất cả mọi thứ nó tự nhiên hết. Từ cái lần đó cho đến lúc cưới là bao lâu nữa? Dạ nửa năm. Gia đình đồng ý hết không hay là cũng tự động hiểu rồi? Thực ra là tụi em không hề bàn bạc đến chuyện đám cưới. Tại em lúc đó em nghĩ là em mới có 22 tuổi thôi. Anh này cũng không bàn với em là sẽ đám cưới luôn. Thì anh này muốn về nhà em chơi thì em cũng sẽ dắt về nhà chơi. Tại vì cũng quen lâu rồi, mình cũng lúc đó em cũng đi làm rồi. Được cái là ở nhà em thì lại rất là ủng hộ con cái mình. Với lại mẹ em cũng nói là bây giờ sau này sướng khổ cái gì thì là mình chịu chứ mẹ cũng không thể nào mà can thiệp hết được. Em ở Nghệ An lịch nên là đi xa mà cái ngôn ngữ ở ngoài quê của em thì rất là khó để nghe lắm. Dạ, mà anh này thì lại gốc trong miền Nam luôn. Thành ra đi ra nghe bao nhiêu là người nói là cứ hả không vậy đó. Là mặt ảnh ngơ ra mà anh không hiểu, anh chỉ cười thôi. Sau rồi đến nỗi mà ba em hỏi nhỏ em là tao nói nó có hiểu gì không, nó cứ ngồi nó cười như khùng vậy. Xong rồi em mới nói là em mới quay qua em hỏi là nó hiểu gì không thì không hiểu gì hết. Mà phải cười ngoại giao thôi. Đó, dạ. Phải trải qua một cái giai đoạn gọi là phiên dịch. Dạ đúng rồi. Thì trước khi cưới có cái biến cố gì không hay là mọi thứ nó suôn sẻ? Trước khi cưới 3 ngày á là em bị té gãy chân. Tiệc lên hết rồi, đồ may xong xuôi, thiệp mời đã phát đi rồi thì em gãy chân. Rồi sao? Dạ thì vẫn tiến hành bình thường thôi. Đám cưới là đi cà nhắc đúng không? Không dạ, đi được luôn. Không đi được luôn mà lúc đó là đãi ở dưới quên ngoài quê vợ em trước. Chiều đó là bị té gãy thì sáng sớm ngày sau là 3 giờ mà để làm đám á, là qua ngày sau nữa làm đám á thì vẫn phải bay. Cứ đi thì cứ dìu vô, lúc đám thì không có đi gì được hết, em phải bồng thôi. Trước bữa mà bay về ngoài quê để làm đám cưới á, thì em vẫn phải đi làm. Thế là em đi cầu thang bị trượt té. Trời ơi, dạ. Vậy đó mà vẫn gọi là nhịn đau, cắn răng chịu đau để mà dạ. hoàn thành xong cái đám cưới. Dạ, dạ. Trời ơi. Vậy tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Tính dạ, tính tới giờ là 4 năm. Dạ. Có em bé chưa? Dạ rồi. Dạ, có một bé, được mai đã 30 tháng. 4 năm ở với nhau như vậy, có cái tật xấu gì nó lòi ra không em? Dạ nhiều chứ ạ. Thấy ảnh cười không, ảnh đâu có nói đâu mà em nói là quá nhiều luôn. Thôi giờ em tiên đi. Nói về tật xấu của vợ em từ xưa giờ là cái tật bừa bộn lề mề đồ đạc. Khi mà lấy ra khỏi tủ á, cái áo này xong mình lấy ra thì như những cái áo khác, dạ giật ra mấy áo khác nó bị xô lệch á, dạ, thì không có ấy mà cứ để yên vậy đó. Rồi qua bữa sau cứ lấy tiếp thì rồi ai là người xếp lại cái đó? Dạ thì tất nhiên là em rồi ạ. Sếp em nói một lần hai lần, nhiều khi em không nói em bực quá em cọc lên thì em la. La nhưng mà vẫn xếp đúng không? Dạ đúng rồi. Cái thứ hai nữa là từ khi sinh con xong á, cách mà nói chuyện với chồng con nhiều khi bực bội la nó hơi quá đi, dễ nổi nóng. Dạ. Cái thứ ba nữa là rất là hay xài điện thoại. Xài nhiều khi nó đang ngồi ăn cơm hai vợ chồng mà bạn nhắn tin mà phải chỉ cái chuyện quan trọng gì đó mà trả lời gấp thì em không nói. Này nhắn tin nói chuyện chơi tám với nhau, chuyện trên trời với đất thôi, buông chén ra cầm điện thoại lên nhắn, rồi vừa nhắn vừa cười với bạn vậy đó. Rồi để em ngồi ăn cơm mình vậy. Hoặc là vừa nấu ăn vừa coi phim Hàn Quốc, hoặc là nghe nhạc. Em không phải là em không cho cái gì hết, em nói cứ làm xong hết rồi tới hồi giờ muốn coi chơi giải trí thì mình làm, tập trung vô một việc làm. Còn cái điều gì nữa không? Dạ cái chuyện vợ chồng thì cũng có một ít, nhưng mà cái chuyện đó thì cũng không sao, tự vì mình thấu hiểu cho người vợ phụ nữ mình thì không sao, mà nhiều khi cũng bực bội thì thể hiện ra cái lời nói rồi này kia thôi. Rồi giờ tới Bảo đó. Anh này ảnh quá là tỉ mỉ, em không thích. Như là bình thường ăn cơm xong thì em sẽ là người rửa chén, rồi xong em sẽ lau dọn bếp. Em đi vô nhà xong hồi em ngó ra, ông này xong xuống ông lau lại, ông lau lại lần nữa. Còn thêm một cái nữa là anh này rất hay cằn nhằn, cái chuyện gì cũng có thể cằn nhằn được. Mà em thì rất thích nghe những lời nhẹ nhàng. Em chấp nhận góp ý, nhưng mà góp ý theo một cái kiểu nhưng mà dễ nghe, dễ chấp nhận hơn là cái anh này anh cứ đập thẳng vào trong mặt như vậy, rất là dễ bị giống như cảm giác như là bị dội một gáo nước lạnh vậy đó. Thêm một cái nữa là anh này rất hay xài xẻ em, kiểu như là hồi nãy chị nói em răng thỏ, là cái ông này trước mặt mọi người lúc nào cũng sẽ nói là em răng xấu, rồi là em xấu xí, rồi em này nọ này nọ. Rồi xong thêm một cái kiểu nữa là ông này canh me cái lúc nào em ngủ cái tướng thì là xấu, hả miệng lên hay là như này, miễn sao lòi cái răng của em ra là ông sẽ canh me, ông chụp hình. Cũng không đến nỗi gọi là dìm đâu đó, cái là niềm vui. Nhưng mà nó ghê lắm anh, cái này nó là niềm vui của người ta. Dạ, với lại một cái tật xấu nữa là anh này hút thuốc là không bỏ. Vậy hỏi là trong cái việc nuôi con á, là hai vợ chồng có đồng thanh đồng thủ không? Dạ không luôn ạ. Nhưng cái lớn thì chắc chắn là phải đồng thuận rồi, ví dụ như là con học ở đâu, tương lai của con như thế nào. Nhưng mà cái nhỏ nhặt kiểu như là kiểu dạy con á, thì em thì là người hơi nóng tính, con khóc hay là con la gì đó thì em, khi mà em dỗ không được thì em sẽ la nó. Nhưng mà ảnh không thích em như vậy. Hoặc là cái định hướng cho con là ví dụ như con ăn cái gì, hoặc là con chơi cái gì, hoặc là dạy con như thế nào á, là hai đứa tụi em không hợp. Biết sao không? Trong cái mối quan hệ của hai bạn á, nó có một cái vấn đề về cái tuổi tác. Bạn hơn vợ bạn tới 9 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Thì tuổi của vợ bạn bây giờ đang là cái tuổi mà đang hoàn thiện để trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Trong khi chồng của em là một người đàn ông trưởng thành rồi. Đó, có sự nghiệp, có trưởng thành rồi, có trải qua những cái tuổi mà giống như em vậy đó, để bây giờ trở nên là một cái hoàn thành về trong suy nghĩ, trong định hướng, trong cuộc sống hết rồi. Khi mà các bạn về ở chung với nhau á, nó sẽ bị cọ sát, cái đó là cái đầu tiên. Thành ra là các bạn phải để ý đến cái việc đó một chút. Cái việc mà chồng bạn nói về cái định hướng về dạy con á, là đúng chứ không có sai. Con nít mình không có la nó, chỉ có phân tích mà thôi. Nhưng bạn muốn vợ bạn hiểu cái điều đó, bạn cũng phải giống như là vợ bạn mong muốn. Có nghĩa là bạn đừng có la vợ bạn, bạn cũng phải phân tích để cho vợ bạn hiểu đang trưởng thành chứ chưa có trưởng thành. Mình cũng phải dạy vợ đó, giống như là mình dạy con vậy đó. Đó, thành ra là cái trách nhiệm của bạn nặng nề lắm trong cái việc mà bạn phải củng cố cái mối quan hệ giữa chồng vợ, vợ con. Đó, ví dụ như cái chuyện mà vợ bạn á thích vừa ăn vừa nhắn tin điện thoại rồi cười hí hí như con điên vậy đó. Hoặc là vừa ấy vừa thích coi phim Hàn Quốc, đang còn mộng mơ lắm. Tức là cái tuổi này là tuổi đang phải cập nhật vô, để mà hình thành tính cách. Có nghĩa là bạn chồng phải là người chủ động xoay chuyển cái không khí gia đình theo một hướng tích cực. Vậy thì bây giờ trước khi kết thúc thì em nói luôn, em mong muốn ở vợ em thay đổi điều gì? Thì như hồi nãy thì vợ em có 3 tật xấu đó, thì em chỉ muốn cũng thay đổi 3 cái tật đó thôi. Còn em thì sao? Dạ, cá nhân em thấy là so với những người khác hoặc những câu chuyện khác thì em cảm thấy anh cũng rất là tốt rồi. Tuy nhiên là em rất muốn ảnh bỏ thuốc lá. Rồi là thêm một cái nữa là cố gắng ngọt ngào với em hơn á. Ngược lại phải như thế này, không thể nào là một phía được. Về phía bạn á, bạn phải nhớ, phải không được bừa bộn nè, phải nhanh nhẹn nè, đó, làm đâu thì phải cất lại y như vậy chứ đừng có lung tung. Dạ, cô gái, cái răng thỏ của cô gái cực kỳ có duyên dáng nữa. Rồi thôi, xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Dạ, mãi mãi như thế này. Dạ, tại em cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Phẫu thuật gì? Dạ, phẫu thuật cái bướu giáp và cổ. Em phẫu thuật được bao lâu rồi? Dạ, được 20 ngày rồi ạ. 20 ngày mà bạn đến tham dự chương trình như vậy thì đúng là rất là cảm ơn bạn và rất là xúc động. Trước tiên xin quý vị dành một tràng pháo tay để động viên cho cô dâu. Xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Vâng, em là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì công việc của em đang là làm nghiên cứu và phát triển thị trường. Đấy, còn em? Em tên là Lê Thanh Lý, 26 tuổi, nghề nghiệp là điều dưỡng. Rồi hai bạn quen nhau như thế nào? Cái ngày mà em quen nhau đấy, em đi làm về thì em có ra ngoài công viên, em ngồi em xem đánh cờ. Ra ngoài cái đá em ngồi thì trước mặt thì thấy một cô gái, cô ấy cứ nhìn em. Không, đứng đó nhìn, xong rồi ngồi nhìn cái chiếc xe đạp. Dạ, lúc đó là cái chiếc xe đạp á, nó hướng về cái phía anh này đang ngồi. Thế là em ngó ra nhìn. Cái xe đạp đó của ai? Dạ, xe đạp của em ạ. Khi mà quay ra trong xe thì tự nhiên nhìn thấy cái anh này. Lúc đó em nhìn anh này thì em có ấn tượng gì về anh? Mới đầu nhìn thấy anh áo sơ mi đóng thùng, nói chung là rất là lịch sự, gọn gàng, nhìn cũng bắt mắt, nên cũng hơi để ý tí. Rồi còn em sao, em có ấn tượng với? Cái lúc đầu tiên đấy thì em nhìn thấy vợ em là hoàn toàn không ấn tượng gì hết đấy. Và nhưng mà thấy cô ấy cứ nhìn mình thì em cũng kiếm cớ em sang em bắt chuyện, em làm quen. Thực ra mục đích lúc đầu tiên của em chỉ là cua chơi vậy thôi, chứ không có tư tưởng gì hết. Rồi cua thì sao? Thì em sang thì cô ấy cũng đồng ý cho số điện thoại. Tối hôm đó về xong rồi em cũng nhắn tin qua lại nói chuyện. Là kể từ hôm mà gặp nhau đến đêm thứ ba là nghe em ra ngoài công viên ngồi. Thì lúc đó thì em mới hỏi kỹ về nhà bạn em. Vợ của em lúc đó là nói gì về cái hoàn cảnh của gia đình con? Lúc em vừa hỏi thì vợ em khóc. Vợ em khóc thì có sao nói vậy? Với em rằng là nhà em thì gọi là gia đình cũng được, mà không gọi là gia đình cũng được. Tức là sao? Em nói chị nghe, chị không hiểu. Thì bố thì mất rồi, đi rồi, còn mẹ thì không có đủ điều kiện để chăm sóc. Thành ra là ở với bà ngoại nên cũng có nhiều khó khăn và thiếu thốn. Từ cái lúc mà thấy cô ấy khóc một cái thì em cầm tay cô ấy, thì em cũng có nói với cô ấy là anh thì cũng không có to cao, nhưng mà bờ vai của anh thì cũng đủ để làm cái chỗ dựa cho em sau này. Anh lãng mạn quá rồi, anh giết người ta là đúng rồi anh ơi. Xong được nửa tháng sau thì bắt đầu là em tỏ tình. Anh muốn nghe câu chuyện về cái cách tỏ tình của chồng em. Thì trước khi cái hôm tỏ tình á, thì anh có nhắn tin hỏi em là em thích cái loại nhạc nào và cái bài hát nào. Rồi em mới nói em thích cái bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Tới tối cả anh rủ em đi ra công viên chơi. Khi anh mới nói em thích bài Bức Thư Tình Đầu Tiên phải không, để anh hát cho em nghe nha. Xong thì anh hát, mà lúc đó anh hát hay lắm. Thế xong bắt đầu là anh mới nói rằng là làm người yêu anh nhé. Em có thể nào mà em hát lại cái bài đó cho mọi người nghe được không? Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở bên nơi tim anh, tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe. Và em thấy rõ ràng đây đúng là cái người đàn ông của đời em, đúng không? Dạ. Sau cái màn tỏ tình đó thì đến bao lâu thì hai bạn mới quyết định đám cưới với nhau? 2 năm sau. Chồng em á, nói chung là một cái người mà anh thấy bây giờ rất là chiều chuộng em, và rất là thương và yêu em. Vậy sau khi cưới về chắc không có gì bất ngờ gì về người chồng tuyệt vời đâu, không? Nhiều lắm. Chưa khi cưới là cũng đã có rồi. Bây giờ lúc đó là yêu nhau rất nồng cháy. Mình đang rất tin tưởng vào ảnh rằng là ảnh rất yêu mình. Nọ thì tự nhiên thì phát hiện ra là ảnh đang quen một cô khác nữa. Thành ra suy sụp. Cái lúc trước á mà em đến với vợ em á là em quen cô đó rồi. Thực ra nếu mà lỗi thì là lỗi cả với hai cô. Rồi em sốc, em giận. Em giận thì anh cứ xin lỗi. Em nhất quyết là phải gặp bằng được cái cô gái đó. Rồi sao? Thì cái cô kia cô mới đưa ra cái điện thoại, cô nói đây nè, Anh nhắn tin rồi nè, nhìn điện thoại nhắn tin cũng mùi mẫn lắm. Rồi thôi để anh cắt tóc từ đây đi. Ủa, đáng lý là nếu mà theo lẽ là phải là chọn một trong hai chứ. Thì lúc đó cái cô kia có đi đường chính vậy thì em mới nói là thôi rồi anh quen cái người kia, anh lừa mình rồi thì mới khóc. Thì trong suốt đoạn đường về anh mới xin lỗi, anh nói rằng là xin lỗi anh chỉ có em thôi. Nói mãi thì em mới suy nghĩ thôi thì để thời gian xem sao. Vậy thì ảnh còn có lén phén với dạ có nào? Nhiều lắm, cứ nhắn tin tán tỉnh cô này rồi hẹn cô này để uống cà phê. Anh xóa hết nhưng mà em có chiêu nên là biết. Coi cái thằng mà luôn tin gửi đúng không? Không, anh cũng xóa hết. Mà sao biết hay vậy? Hay có chiêu. Tại vì anh này á, thôi mỗi lần mà anh tán tỉnh hay là cái cô nào mà mình nói miệng anh chối, nên mình phải sờ từng tay dây từng chán đó. Nên thành ra là mình phải khua, mình phải tìm hiểu rồi moi móc ra rồi nói đúng rồi đó thì anh mới chịu nhận. Sau khi cưới đó, sau khi cưới rồi xem gan quá vậy. Không, tại thì cũng chơi bời với mình vậy thôi. Em nói nghe là mỗi lần như vậy khi mà đưa ra bằng chứng là chắc hai vợ chồng cãi nhau ý định. Có bao giờ mà đòi viết tay không? Viết đơn ly dị là em viết nhiều lắm rồi á, thậm chí cũng đã đi gửi rồi á. Riêng về công việc, về kinh tế, về các thứ thì vợ chồng em chưa bao giờ cãi nhau hết á. Nhưng mà những cái lý do chẳng đâu vào đâu xong lại cãi nhau. Anh á cứ mỗi lần đi làm về là mặt sưng lên, vợ hỏi á không trả lời hoặc là hỏi gần nữa thì trả lời cộc lốc à, cái làm cục hứng luôn, không muốn nói nữa, rồi buồn bã. Không khí nhà không có một tiếng cười, không có một tiếng nói gì hết. Xong cái mới nói anh à, anh ơi anh làm sao mà anh đi làm về mà anh cứ sưng cái mặt lên đi, khó chịu quá, anh có gì chuyện gì không hay cái gì với em không anh ơi, đừng có phá vỡ, im đi. Rồi hai vợ chồng nè lời qua tiếng vào. Nhưng mà bây giờ cái không khí đó bây giờ còn không? Thì nói chung là hết rồi. Thì cũng qua một cái vụ cũng lớn, em qua bệnh viện ở luôn tại em cảm thấy ngột ngạt quá. Cũng đừng tuần á thì suốt mấy ngày đầu thì anh cũng cứ nhắn tin, anh xin lỗi rồi anh hứa sửa chữa này nọ, không tán tỉnh ai rồi thế là về nhà sẽ không dạy thế. Xong rồi anh nói là thôi em tin anh nữa tại nhiều lần lắm rồi. Cái lúc đó là anh mới kêu anh bị đau bụng, xuất huyết, anh kêu anh ói quá trời máu, em nói không tin. Cái anh họ bên cạnh nhà anh mới đưa anh vô bệnh viện. Em thì em bị thiệt, từ trước đó em đã bị đau rất là nhiều nhưng mà hôm đó đau em ngồi em không làm việc được. Em mới là em đi mua thuốc em uống, về đến nhà cái xong là em vừa uống thuốc vừa uống miếng nước vào thổi hết luôn. Nhưng là đưa vô bệnh viện cho em làm luôn. Dạ, xuống thì thấy anh nằm dậy thì em cũng lo, anh cầm tay em rồi anh này nọ thì lúc đó em cũng mũi lòng rồi. Thì coi như là sau cái lần đó là thì anh cũng thay đổi, mọi chuyện nó thay đổi đi nhiều đúng không? Nhưng mà trước đó một lần thì em bị vợ là cuốn hết quần áo mà cho ra ngoài. Vợ em là có cái như này thôi này, cãi rất là tài, sai cũng không nhận, mà bừa bộn lộn xộn đang áp lực rồi về nhà mà nhìn thấy bừa bộn em không muốn nói chuyện gì hết luôn á. Vâng, thì còn cái lần đấy hai vợ chồng cũng cãi nhau, không nói ra không biết. Hai vợ chồng cãi nhau thế xong buổi sáng hôm đấy em bảo thôi bây giờ em ở nhà đi, anh ra ngoài thuê phòng anh ở. Thì mục đích của em chỉ là để cho vợ không răn đe thôi. Vâng, đúng rồi, chỉ là để cho vợ có cái hướng thay đổi thôi. Đến lúc em đi thì em cứ nghĩ thôi đi làm xong ăn cơm xong rồi bắt đầu là 7, 8, 9 giờ tối em vẫn cứ chạy nhông nhông ngoài đường, em đi dạo em chơi như vậy. 8 giờ không thấy nhắn tin kêu về, 9 giờ không thấy, 10 giờ không thấy, em bảo thôi chắc kế hoạch này vỡ rồi. Thế xong rồi bắt đầu em bảo thôi đi về. Về thì thấy đang ngồi trên sofa là coi tivi cười. Mà em bực quá em không đi cửa đó nên em đi cửa khác, em vào nhà. Vào đến trong phòng ngủ em thấy một cái ba lô quần áo của em bỏ hết vào trong đó rồi, bỏ sẵn hết vào đó rồi. Thế xong em bảo cô vào trong này, tại sao bỏ hết đồ của tôi vào trong? Thế xong nói thì sáng anh bảo anh đi ra ngoài anh ở thì tôi bỏ ra thì anh về anh lấy cho nó nhanh. Trời ơi. Bây giờ chắc có lẽ là em rất là muốn Sơn có nhiều cái thay đổi đúng không? Tới thời điểm hiện tại thì từ lúc anh bệnh giờ thì nói chung là anh cũng thay đổi rất là nhiều, cũng không có gì đáng để nói, nhưng có một điều là em muốn chồng thay đổi á, không có tâm lý cho lắm. Ví dụ như lần em đi xanh đi ngồi chờ thì thay vì anh có thể động viên em hoặc là nói chuyện hoặc là này nọ để em bớt căng thẳng, thế nhưng không, anh cứ ngồi im vậy nè, xong thôi dài thì nhìn cái cặp bên cạnh á, nó vợ cũng cười nói chồng cười nói vợ vui vẻ. Thì em thì muốn á là cho dù cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa á, là vợ chồng nên á là thoải mái một tí, quên đi và vui đi hơn. Anh không bình thường anh nè, anh nay là anh căng thẳng đúng không? Anh lo cho em, anh căng thẳng. Em thì em không muốn bất kỳ một cái gì vợ em lo hết á. Nhưng mà vợ em thì lại muốn em chia sẻ cái điều đó. Nghĩa là Lý muốn Sơn biểu lộ bằng hành động. Dạ, chứ đừng có ngồi im vậy mình cảm thấy sao mà mình cô độc thế này. Không sao, em mong muốn điều gì nhất ở vợ em trong lúc này? Cái điều mong muốn nhất của em là vợ em có được sức khỏe. Chị thấy như vậy nè, những cái điều mà Sơn biểu lộ cũng là để Sơn muốn cho vợ Sơn đừng có bị hoang mang, đừng có bị suy nghĩ nhiều. Những cái gì đạt được, không đạt được một mình Sơn chịu thôi. Bởi vì sao? Sơn cũng biết là Lý không có được khỏe. Nhưng ngược lại cái điều mà Lý muốn á, lại là Sơn đừng như vậy. Thì chị thấy như vậy nè, Cái điều mà Lý muốn là chính đáng, vợ chồng phải sẻ chia, phải chan hòa hết. Và trong khi mà Lý đang yếu trong người như vậy thì những cái gì vợ em muốn em cứ làm đi. Còn cái chuyện mà Khổ cảm nhận về cái thành công hay cái thất bại của em, từ từ Khổ sẽ nói ra. Chị mong rằng là sau cái chương trình này Sơn sẽ thay đổi thêm nữa với cái yêu cầu của Lý đối với em. Chị nghĩ là em làm được đúng không? Còn về Lý thì chị nghĩ như vậy nè, hơn ai hết, ngay trong lúc này em phải là người mạnh mẽ, nghị lực. Và cái thay đổi của Sơn biết đâu chừng sẽ là một năng lượng để mà tiếp sức cho Lý đó, để mạnh mẽ hơn. Và hôm nay đó, một số vợ đồng son đã từng xuất hiện trong trình này và họ mang đến đây những lời chúc dành cho Lý. Xin mời. Đây là hai cô dâu của chương trình Vợ Chồng Son các bạn đã tham gia rồi đó, và các bạn muốn chia sẻ với Lý. Nghe câu chuyện của hai bạn cũng rất là nhiều cảm xúc. Thì hai chị chỉ mong là em phải thực sự mạnh mẽ lên, và khi mà mình có một cái nghị lực thì chị tin là tất cả những cái quãng gập ghềnh trong cuộc sống của em sẽ vượt qua. Tại vì không phải lúc nào cuộc sống của mình nó cũng bằng phẳng, cho nên khi mà em đi qua những cái gập ghềnh này em sẽ thấy là những cái điều tốt đẹp phía trước đang chờ đón em. Như là ông xã của Nhi cũng biết là Lý vừa trải qua một cặp phẫu thuật, thì cách làm một tấm thiệp tượng trưng cho chương trình cũng như thay mặt cho các cặp vợ chồng son gửi đến Lý cũng như là ông xã là những lời chúc là sức khỏe, mau khỏe mạnh lại. Và đây là trong cái tấm thiệp này thì là có những rất là nhiều lời chúc của mọi người dành cho hai bạn. Xin được tặng hai bạn. Lý có thể mở ra xem cái câu chúc ở trong đó như thế nào. Nói chung là đến chương trình hôm nay thì em cũng lưỡng lự nữa đi nữa không, thì cuối cùng em quyết định là đi để cho tinh thần mình nó vui vẻ hơn và có thêm một cái nghị lực để mà mình tiếp tục điều trị. Tại vì ngay cái ngày hôm qua là cái tinh thần của mình nó cũng đã xuống, tại vì sau khi mổ xong tinh thần nó xuống hẳn đi thì cũng buồn. Xong rồi, nhưng mà bây giờ thì sau chương trình xong thì khi đọc được những cái lời chúc và những lời động viên của các anh chị và quý khán giả rồi thì em thấy rằng là mình phấn khởi lên điều trị cho tới cùng. Lý có biết không và Sơn có biết không, hai bạn tôi nghĩ là phải lạc quan hơn nữa, là bởi vì chồng của Nhi đã trải qua một cái cơn gọi là thập tử nhất sinh, tưởng chừng là sẽ không vượt qua, và hy vọng rằng là hôm nay Nhi sẽ mang đến cho Lý một cái sức mạnh, một cái nghị lực gì đó để Lý có thể vượt qua. Cảm ơn hai cô dâu đã từng xuất hiện trong Vợ Chồng Son. Và xin cảm ơn Lý và Sơn. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Văn Hoàng, em sinh 1986. Là nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay em 36 tuổi. Bây giờ nhìn tôi với chị Dân nè, chị ngoài đó. Dạ. Dạ. Rồi giờ giới thiệu lại cái nữa nha, cho nó trơn tru trót lọt nha. 2, 3 lại. Dạ, em tên Nguyễn Văn Hoàng, em sinh 1986, 36 tuổi. Tuổi cọp. Tuổi cọp luôn. Thực sự là em rất là trẻ luôn đó. Dạ, đúng không? 36 tuổi. 36 mà. 36 sinh năm 86 đúng không? Thì là 36 tuổi. 36 tuổi mà vậy anh 37 tuổi em thấy anh không? Đó. Thôi, công việc gì nhà ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tài xế, em nhà quận 4. Quận 4. Vậy hả? Dạ. Mình là tài xế cho xe của mình hay là trong một công ty nào đó? Dạ, em chạy xe tải. Xe tải luôn. Dạ, dữ lắm ha. Giải nắng dầm sương. Bơi mấy? Dạ, B2. B2 đúng không? Dạ. Xe tải mà có khi nào mà chạy tuyến Bắc Nam không? Dạ em chạy ở trong Sài Gòn. Không, Sài Gòn đó. Dạ, vậy đó. Chạy giao hàng đúng không? Chứ Bắc Nam là mệt lắm nha. Rồi, dạ, xin mời cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ, em là Nguyễn Thị Phương, năm nay 31 tuổi. Dạ, Phương em lớn lên nghe Phương. Rồi. Công việc Phương là gì? Dạ, em đang làm sale bên tài chính. Sale bên tài chính. Dạ. Phương cũng trẻ nữa, 31 tuổi. Trẻ quá luôn á, thiệt á. Nói chung là tụi em là trẻ hơn anh luôn á, nha. Anh là duyên dáng luôn á. Hai em bây giờ kể cho anh với chị Dân nghe coi là lần đầu tiên rồi anh chàng tài xế này tiếp cận với cái cô làm tài chính này như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau như thế nào. Em kể trước hả? Ai kể được? Cái bạn này hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt á, cái thấy bạn này á, ôi sao đẹp gái quá, cái mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen đó. Con lướt lâu á, cái thấy được cái bạn đó mở quán, cà phê. Mình tưởng gần đây, ai ngờ dưới Bình Dương lận. Hồi lỡ thích rồi, phải xuống Bình Dương uống. Mình xuống dưới luôn, ở tuốt dưới chỗ thành phố mới đó anh chị. Ghê vậy luôn. Ủa mà lúc đó là em đi xe tải xuống em muốn hay là em đi xe máy? Dạ, lúc đó chưa có làm tài xế đó mà đi xe Honda xuống. Em đi với bạn em xuống, đi với hai đứa à. Mà sao quán lớn không? Quán cũng mở, cũng rộng lắm á, quán cũng rộng lắm á. Đó xuống ngồi thì cổ có mở giống như kiểu hát với nhau đồ á anh. Mà nước ngon lắm, làm nước ngon lắm. Làm nước ngon hả? Dạ. Em xuống uống cà phê hay là uống nước? Em uống nước trái cây. Ôi em phải nước dầu. Sao muốn cà phê uống nước trái cây à? Dạ, tại em không biết uống cà phê, em sợ nó ép tim á. Người đẹp mà pha cà phê ngon nữa, đúng không? Dạ. Ủa pha nước ngon nữa. Ừ, thường ngon. Là mình tài xế mà là dàn karaoke hay lắm anh chị. Hát muốn hát hoài luôn á, giành mic của người ta luôn á. Sợ bao lâu chửi. Rồi, bao lâu rồi cưng? Dạ, năm 2016. Chuyện xảy ra là cũng lâu rồi chứ hả? 6 năm. 5, 6 năm, 5 năm. Nhiều hơn. Đúng rồi, 2016. 2021, 2016. 2016 là cũng 5 năm rồi, nhưng mà lúc đó là cũng như là mình cũng như đơn phương thôi. Xuống để ý cô này. Chỉ là kết bạn trên Facebook thôi đúng không? Nhưng mà có trò chuyện với nhau qua tin nhắn được không? Dạ, lúc cũng chưa nói chuyện luôn. Lúc mà nói chuyện cái cuộc gọi đầu tiên, nói chuyện đầu tiên á là em gọi điện thoại hỏi ủa em quán cà phê mình của mình đâu anh quên rồi. Giả bộ nói anh quên rồi, thật sự xuống thì đâu. Anh quên rồi cái em mới xuống, em giả bộ. Cái em nói cái bạn đó mới nói là ở Hòa Lợi vậy vậy á. Cái em mới search Google Maps Hòa Lợi là nào, ở đâu. Cái em chạy xuống luôn. Em chạy xuống ngay quán cà phê luôn, nhìn thấy mẹ. Trời ơi, ở ngoài mẹ còn đẹp hơn trên hình nữa. Nhìn thấy mẹ. Trời. Mẹ đẹp hơn trên hình. Mẹ đẹp hơn trên hình nữa. Trời, nhìn thấy nhỏ, ôi nhỏ ngon vậy. Cái ngồi karaoke rồi thì cũng hát vài bài rồi cũng biết vậy thôi, mà bạn đó cũng chưa biết mình luôn nữa. Rồi bây giờ thôi, bây giờ thằng Chát ngưng lại xíu. Bây giờ nè, lần đầu tiên gặp mẹ, là mẹ đẹp hơn trong ngoài nữa, đẹp hơn. Bây giờ em lần đầu tiên em gặp thằng Chát thì em thấy làm sao? Dạ em thấy đổi đi uống cà phê á, mà đổi cái món non kết á, lụp xụp y giống như là sát thủ vậy đó. Không, kiểu như là dân ăn cướp hay là ăn trộm gì đó, sát thủ đó. Dạ đó. Cứ thấy em mà đi xuống á, lúc đó em mà đi xuống á là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Mà em không hiểu sao được, bảo khách gì kỳ á. Chắc nghĩa hay là em nghĩa đó, sụp vậy để mới nghĩa được chứ. Em còn nghĩ là nếu mà không phải khách là chắc ta đổi ra ngoài luôn. Mà vô uống nước là được hát karaoke vậy hả? Dạ. Hát karaoke, hát với nhau luôn á anh. Dạ. Mà buổi tối hay buổi sáng? Dạ, lúc đó buổi chiều, ngày mưa gió tầm tã luôn á. Nhưng mà lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Dễ gì cho biết. Cho biết lộn sao? Không biết. Rồi thời gian đó là một tuần vậy em xuống mấy ngày? Dạ, em chỉ xuống thỉnh thoảng thôi, tại vì cũng xa chị. Xa mà. Mà với lại cũng chưa biết nhau mà. Thành phố mới là từ đây mình xuống dưới cầu Cả Tiếng á em ạ. Hơn 1 tiếng mấy luôn đúng không? Hơn chị, 2 tiếng à. Đi mà đi xe máy khoảng 2 tiếng. 40 cây á chị, 45 cây. Nhưng mà đã xuống dưới mà thấy đẹp nữa, mà pha nước ngon nữa, rồi hát là dàn karaoke hay nữa, chắc chắn là xuống hoài, xuống hoài luôn. Đúng rồi, xuống bao lâu làm quen luôn. Dính nè. Giống như có xin gom vậy anh, nó dính đó. Cái xuống. Nhưng mà chị hỏi chi tiết này nè, sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về là tương tư liền. Tương tư là đương nhiên rồi đó, nhưng mà trên Facebook á em có mí ra là anh đã chính xác luôn chị, đúng tâm lý luôn á, đúng không? Làm thơ liền đó. Làm thơ luôn, làm thơ tát bao vô đúng không? Mà không, em không nghĩ mà tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Em còn nhớ một vài câu trong cái bài thơ đó không? Trong máy điện thoại Facebook không? Lâu rồi. Mà nói về giống như tạo một cảnh một cơn mưa đó, có một cái người lữ khách đó đi xuống này kia họ tình cảm lắm đó. Rồi em có được trả lời không? Lúc đó em không để hình mặt em. Rồi ngày sau em mới chụp hình, rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá, mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ nữa. Ôi bồ sao? Bồ đẹp trai lắm nha. Nếu mà anh chị mà biết Kim Thành Vũ á, đẹp trai như Kim Thành Vũ luôn á. Bạn Lưu Đức Hoa đó. Dạ, mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á, trời ơi. Ủa nhưng mà bao lâu thì em mới biết là cái tiểu sử của cổ là có bạn trai? Sau này mới biết. Sau này biết không? Bây giờ theo dõi Facebook rồi mình cũng như người mình thích á anh. Mình hay vô á, mình mò mình coi á, là thấy hình của bạn trai của luôn. Đẹp trai lắm, cao ráo, đẹp hơn Kim Thành Vũ luôn. Rồi nhưng mà em có từ bỏ cái ý định đó không, hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ bằng được? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu mà cô gái này đẹp quá, có nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt, hoặc là giống như là có cái tiêu chuẩn hiện đại trong cuộc sống á, đầy đủ hiện đại trong cuộc sống, cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi, mình làm bạn, mình tự ti đúng không? Mình tự ti, mình chấp nhận là tình đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Thế mình nghĩ là thôi kệ, mình sau lưng của đó mình vui vẻ rồi cũng được. Ví dụ như cô đó cần cái gì chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự giống như chi kỷ vậy. Nói chung là ngoài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm về mình cầu nguyện cho chỗ chia tay, đúng không? Ở sau tâm lý luôn á, đúng không? Tâm lý luôn, tâm lý quá hả? Ai ngờ giống như trời thương mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn, trời ơi, cuối cùng chia tay thiệt luôn, trùng khớp với bé luôn. Trùng khớp với bé luôn. Sao vậy? Sao mẹ chia tay với Kim Thành Vũ vậy? Dạ chắc do yêu xa. À dạ, cái anh đó là ở đâu, đúng không? Dạ không, đi làm. Nói chung là cũng hay đi xa nên không có quen được. Tại vì em cũng lúc đó là anh cũng quen được mới có hơn gần 1 năm thôi. Nhưng mà xa quá, yêu xa quá cho nên thôi chia tay. Không biết phải yêu xa không hay là gặp đây á, như là gặp đây giống như đúng gu hay sao á. Này Kim Thành gì á chứ Kim Thành Tinh chứ không phải Vũ. Không phải Kim Thành Vũ gặp Quách Phú Thành. Đó, Quách Phú Thành luôn. Dữ chưa, dữ chưa, khác liền. Nhiều khi là người ta lại không thích cái nét của Kim Thành Vũ mà lại thích nét Quách Phú Thành, nó gần gũi hơn. Đúng rồi. Kim Thành Vũ mặt hơi lạnh, đúng không? Anh Thành anh nhảy đẹp mà anh dễ thương mà anh nhiệt tình lắm, nên là anh này đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà em chia tay là bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn này bạn chia tay? Dạ, bạn này á thì tâm lý bạn á mà hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. Cho nên em biết, em vô mang ủi, em gợi mở cô nói mình đọc nghe cái mùi là biết rồi, đúng không? Mà lúc đó là em có bồ chưa? Dạ lúc đó thì tài xế nhiều bồ lắm á nghe. Không, với lại mặt này đẹp trai nữa thì chắc chắn em phải có bồ rồi. Mà nói chuyện có duyên nữa. Dạ có bồ, hình như đang có bồ á. Hình như đang quen bé kia 18 tuổi hay nhiều. 18 tuổi luôn hả anh Thành? Rồi bé đó nó có biết em ngày xuống Bình Dương vậy gì cho biết được. Nhưng mà chắc sau chương trình là chắc biết. Ngày thời điểm đó luôn, 2016, ngay cột mốc luôn. Nhưng mà em có bồ rồi mà em lại tia cái cô này nữa là sao em? Mắt cả nhiều tay. Ông Xúc khó nói quá. Đẹp quá đúng không? Mắt cả. Quyến rũ quá anh. Như thành xin gom luôn, dính hoài. Rồi sao nè? Sau đó là thấy được cổ viết những cái status mùi mẫn trên Facebook là gọi như là nghe có mùi là chia tay rồi, lúc đó là tấn công đúng không? Dạ. Rồi em giải quyết cái cô bạn gái em. Không dám anh ơi, không có dám. Theo kiểu giống như mình biết thân biết phận mình đó anh. Giống như mình nghĩ mình trong tay mình còn 2 bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cổ đẹp. Với lại con nói toàn là mấy người mà thành đạt đeo đuổi không mà. Nhưng mà rồi sao em bây giờ em đến với trái tim mình âm thầm thôi, mình âm thầm mình giống như là mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn mà. Nhưng mà rồi cô bạn gái em sao? Dạ cô bạn gái em thì chắc cũng quen 1-2 năm sau chia tay. Đó, cái cũng đi chơi chung rồi cũng bước qua nhiều giai đoạn lắm rồi, cổ cũng rồi xong rồi cũng nhờ em xuống em uống cà phê vậy á. Thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Em nhìn cái dĩa ha, cái dĩa này sao cái dĩa đó trời, chắc nào muốn dĩa quá. Nghe nè, phải chia tay bạn trai buôn bán gì đừng có mời em, thì có mở hàng là chết luôn á. Trời ơi chương trình đi luôn á. Chương trình nó như là khán giả coi tới đây chắc người ta bị tụt cảm xúc rồi, tại vì thấy một người đàn ông như duyên dáng đẹp trai mà nặng món dĩa mà đâu trách em được đúng không? Cái đó duyên số quá, kể em thôi chứ giờ sao rồi, bởi vậy đúng rồi chị. Rồi giờ sau này chia tay rồi dẹp quán nữa, lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở rồi tụi em cũng đi chơi chung. Tụi em cũng đi chơi chung đó. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Tại em vì... có cái cảm tình đặc biệt gì với bạn này không? Dạ cái này là lúc chia tay anh đó, anh này anh người yêu cũ á, thì là có làm bạn với anh này rồi, thì hai đứa cũng đi chơi mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ. Cái gì cũng nói hết, mà hồi đó gọi thằng chú cháu không à, chứ không có gọi anh em. Chú cháu gài hàng liền. Kêu anh em nó công gần gũi thì sao, mình mới đánh, mình đánh đường vòng á anh. Tên xưng chú cháu không? Nghĩa là cháu ơi có chuyện gì cứ kể cho chú nghe. Đúng vậy, mấy bộc bạch hết. Với mình anh em là nó gần gũi quá. Rồi sao nè? Dạ, cái xong rồi thì chú dẫn đi chơi, xong rồi tâm sự, xong rồi cứ hỏi, nói chung là về cái cuộc sống riêng tư này kia nọ đó. Thì em cũng thiệt thà kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe xong rồi chú tâm sự, chú an ủi, cái không biết sao thương. Cháu thương chú luôn. Cháu thương chú có nghĩa là có nói này nè, chú bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó. Không biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn này được không? Cháu nói vậy luôn đó. Rồi chú trả lời sao? Chú gài hàng tôi thì sao? Lúc đó chú làm sao? Vô mánh chú rồi. tâm lý à, chú đã không chết luôn đã, nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa cái đó là ủa đó là thương theo kiểu gì, thương theo kiểu giống như là bạn bè hay kiểu gì. Thì cổ cũng không nói. Thì bẵng đâu một thời gian sau là cũng trước khi cưới, năm 2019, trước khi cưới là mấy tháng trước á, là trước mấy ngày 30 tháng 4 á, mấy ngày á, thì em cái kiểu đó giống như là em thương quá rồi, em không có muốn giữ nữa. Thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ đối với mình như thế nào, em mới thử gợi mở cổ coi làm sao. Thì em mới giả bộ em nói á, về một cái người nào đó, đó là em muốn gắn kết với cái người đó, ở ngoài chỗ khác á, kiểu nó đại gì đúng không? Nó đại gì á, cái gợi mở để coi cái suy nghĩ của cổ đối với mình là như thế nào. Là có ai ngờ tỏ tình mình luôn. Tỏ tình sao đâu, nói bây giờ em nói cho anh nghe, bây giờ bằng anh luôn chú hả, chú cháu hả, bây giờ chú cháu đi, nói bây giờ chú 2 năm nữa mà chú có nhà Sài Gòn đi, tụi mình sẽ là một cặp. Nghe lúc đó ủa sao hoang mang, như xét đánh ngang tay, không biết phải thử sự thật không á. Cái em mới hỏi tiếp, em mới hỏi là ủa vậy là sao, cặp là cặp gì mới được chứ. Thì người yêu biết không, trời thấy không, có tình ý với tôi lâu rồi, thì ra là có tình ý với mình lâu rồi. Thì bắt đầu chú khoái quá chú, gợi mở tiếp. Thì em nói thì em gợi mở cho cổ nói tiếp. Cổ nói thì có thích rồi đi chơi với nhau, đi đâu, có đi không? Dạ đi chứ, lễ đi liền. Lần đầu tiên cái đó là vô tình thôi, vô tình đi chơi thôi. Ông trời sắp đặt rồi, không đợt đó là lẽ ra là em về nhà ở dưới Đắk Lắk ấy. Số trời. Nhưng mà tại vì xong rồi chị dâu á, bà chị dâu kêu là để chị vô chơi. Mà đến gần ngày đó là chị lại báo là chị không vô chơi nữa. Cuối cùng em đâu có đặt xe về Đắk Lắk được đâu. Cuối cùng không có ai đi chơi, phải đi chơi với chú. Mà đi đâu? Miền Tây. Ở trên Đắk Lắk đâu biết miền Tây là giờ nào giờ đâu, gài hàng liền. Đi về miền Tây. Mà Cần Thơ đâu? Nữa, phải đi Cần Thơ, em đẩy xuống Cần Thơ luôn. Bến Ninh Kiều. Lúc đó chưa đổi xưng hô đúng không? Dạ. Dạ chưa luôn. Rồi bắt đầu chú cháu đi Cần Thơ. Chú cháu Cần Thơ. Rồi sao nè? Chú cháu Cần Thơ thì ở lại đêm rồi không? Rồi đêm chứ. Trời ơi. Rồi Cần Thơ xa rồi đâu về được. Sao về được? Rồi sao hấp dẫn nha. Cái xong rồi em mới, nhưng mà chưa chịu đi, nói ở xuống dưới rồi qua đêm rồi sao được. Mà em nói thì em mới dụ thôi thì mình thuê 2 phòng đi. Mình thuê 2 phòng đi, cái bạn này cũng như tin em rồi, đâu biết em quỷ ma đâu. Tin em trước đó là cũng như là tin tưởng lắm rồi, cái đi theo em, đi chơi cái xuống khách sạn cái mướn 2 phòng. Nhưng mà em fan với lại thằng ông Lễ Tân á, là nói hết phòng rồi còn có phòng. Cái xong lấy phòng lên phòng có 1 giường thôi, không có phòng 2 giường nữa, 1 giường. Cái xong mà em vô, cái em dẫn cô vô, nó thôi giờ hết phòng rồi, thôi bây giờ tối rồi, có gì em ngủ trên giường đi, rồi xong rồi anh ngủ dưới đất. Nó nói gì nói, cái xong rồi vô thấy cái mẹ kêu, mẹ thấy nói ủa ở này có 2 cái giường nè, thôi bây giờ tối chú nằm giường đó đi, cháu nằm giường này. Thì em mới bụm miệng em cười, cổ chỉ cái ghế tình nhân á, là cái giường đó đó. Nó nói tối ngủ giường này, cái giường nghe xong thức trắng nguyên đêm luôn. Cái ghế đẹp quá. Nghĩa là em nói cho cổ biết cái ghế đó, ý nghĩa của cái ghế đó đúng không? Ý nghĩa cái ghế đó, mẹ mắc cỡ mẹ qua đây ngồi. Đâu ngủ được đâu. Rồi nguyên đêm thì sao? Thức luôn. 2 đứa thức trắng luôn. Không làm ăn gì hết. Dạ. Thì nói chung thì em mới nói với cổ thôi bây giờ là em mới dụ đâu có chịu qua nằm chúng em đâu. Em mới dụ thôi bây giờ là mình thương nhau đến già nha, mình thương nhau đến già rồi xong rồi mình thương nhau mà sống nha. Cái cô gật đầu, kiểu như em dụ em gẹo ngọt á. Cái lại nằm rồi xong rồi gạo nó thành cơm. là đêm đó luôn hay là dạ. Qua đêm sau ở có ngày tại vì đi làm nữa. Xong xuôi là đêm đó luôn đúng không? Chuyện gì tới nó tới luôn. Là 2 đứa gạo nấu thành cơm ở đâu? Ở gạo trắng nước trong. Gạo trắng nước trong luôn. Mà là cái giường Cần Thơ luôn hay là cái giường em chọn? Dạ. 2 giường luôn. 2 giường mà, phòng 2 giường mà. Hồi ai nói chứ cái đó em không thích nha. Cái giường đó em thấy nó khó làm sao. Có cấn đúng không? Đâu á, làm gì được đâu, thật sự luôn á. Cái giường đó em nhìn trước nhìn sau em biết làm sao luôn á. Nhưng mà sao bé lại chọn cái giường đó? Dạ. Tại em không có biết cái giường đó. Tại cái giường nó đẹp hay là cái gì? Tại vì nhường cái giường đó cho anh Hoàng. Em cao cả mà em. Trời ơi, có gì gọi là nhường cái giường tốt, giường em cho chú. Đưa cái giường kia. Cháu chấp nhận là ngủ giường không có em á. Cái đó rồi, đúng chính xác là cái ghế em. Cái ghế. Sao nãy biết, đúng lúa luôn. Hồi nào giờ đâu biết, đâu có vô khách sạn nào đâu. Như vậy là sau đêm đó là đổi cách xưng hô luôn đúng không? Chứ sau đêm đó là cháu nữa. Giận em. Giận em, cho đâu. Không có cho, nhưng mà do em năng nỉ quá. Quyệt em quỷ quyệt á. Mình thương nhau tới già nghe. Thương nhau tới già ra nha. Là giận luôn đó. Giận nha. Cái giận mà... về đòi chia tay em luôn. Đòi chia tay em. Sao giận người ta vậy? Hả? Thiệt. Sao giận em gái? Dạ. Sao giận ảnh vậy? Đậu trò đâu. Kiểu như là chưa có, không có quen. Với lại nghĩ thế này chắc là chỉ kiểu như qua đường thôi. Không tin được. Cái anh này là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, cho nên là mình cũng hồi hộp, mình cũng lo đúng không? Dạ. Mình lo, lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong rồi, vậy chứ sao đây? Nó bỏ mình chứ Cần Thơ luôn. Dạ. Đó, dạ. Rồi giận bao lâu? Giận lâu không? Giận này giận có ngày thôi, rồi bạn đó về Bình Dương. Em đi theo năn nỉ, em xuống dưới. Nghĩ làm sao trời nắng á. Trời nắng chang chang á, vừa xuống mời măng bơ rồi, giống như muốn em mắc ngạn hay gì, trả thù hay gì. Nhưng mà anh hỏi cái cảm giác của em nè. Dạ. Sau cái đêm đó thì trong lòng của em như thế nào vậy? Dạ. Tại vì cổ là người đầu tiên. Quên, em là người đầu tiên của cổ. Dạ. Nếu mà nói đi á, thật sự á, giống như theo kiểu giống như em suy nghĩ vậy nè. Giống như cái kiểu kiếp trước á, cô ấy còn mang nặng ân tình sâu nặng gì đó với mình. Cho nên cái kiếp này, cái lần đầu tiên của cổ á, thì cổ gặp mình, tự động cổ trao cho mình. Tại sao những người kia không trao, mà vừa gặp mình cổ trao cho mình. Thì cái vấn đề đó thì em rất là, em cảm thấy rất là trân trọng. Dạ, biết ơn cái người con gái này của mình. Mà mình thấy mình phải có trách nhiệm nữa đúng không? Dạ, mà cũng có vui vẻ vậy đâu chị. Đâu có vui vẻ đâu. Nói là hiểu liền luôn. Hồi hộp, với lại biết làm sao không? Sao? Cái, kiểu như không biết là do nông sâu gì hay sao á, mà sao đèn dầu bị rách luôn. Là ông cũng là sung sướng gì luôn á. Chắc ông cũng là lần đầu tiên luôn hả? Em không biết, không phải lần đầu tiên, nhưng mà kiểu giống như kiểu mà chắc là giống như là cái người mới á, em biết, em hiểu cái mũi khoan đó nó không có đủ công suất, cái bị hư mũi khoan luôn đó, hư luôn đúng không? Không biết à, chắc sau đó về chắc cũng mệt mỏi lắm đúng không? Mệt mỏi thân xác. Có vui vẻ gì đâu, thiệt đó con. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ khoảng chắc phải 1-2 tháng sau á, tại lúc đó 30/4 chị, là đám cưới là 27 tới tháng 8. Cũng nhanh đó, 28 tháng 7. 28 tháng 7. Nhưng mà gia đình hai bên là ok không? Dạ. Hình như là em đang có em bé phải không? Dạ đúng vậy. Ủa vậy hả? Tội nghiệp quá. Mấy tháng vậy? 6 tháng. Dạ em 6 tháng rồi ạ. Trai gái? Dạ bé trai. Đứa đầu hay là sao? Dạ bé đầu ạ. À bé đầu luôn? Dạ. Wow, như vậy là hai đứa yêu nhau coi như là lấy nhau mấy năm thì mới có? 2 năm thả dính liền. Em ấy mà kế hoạch 2 năm đúng không? Xong rồi gia đình khoái cháu quá để luôn, khỏe dính liền, tự hào hãnh diện liền. Em bé trai nữa vậy, chất lượng bé trai liền, vừa thả để cái dính liền, bắn hay dính liền. Rồi nó nghe nè, sau cái bữa đó là em bao lâu thì em mới cầu hôn với cô gái này? Có cầu hôn? Dạ thì nói chung là thấy mẹ đẹp quá thì mình nói chung cao thủ bằng tranh thủ mà. Phải tiên hạ thủ vi cường trước chứ. Mình năn nỉ liền, năn nỉ cưới liền. Năn nỉ cưới thì nói chung là giống như là cũng đồng ý á, thích mình á, như muốn gắn kết với mình á. Đi liền hả? Dạ. Trời ơi, người ta giận tuần là tại vì người ta sợ đó, sợ là ông xong ông quất ngựa truy phong. Ai về ông không như vậy mà ông cầu hôn người ta là người ta nhận liền chứ mắc gì. Đúng không cưng? Nhưng mà cầu cái là em đồng ý liền hả? Dạ em chưa nữa. Dạ chưa luôn. Tại vì em kiểu như là sợ lấy chồng, chưa có tự tin á, lấy chồng vì bác sĩ báo cưới hả? Dạ không, là vì sợ lấy chồng về rồi không có được sống như bình thường á, kiểu không được đi đâu đó chơi cái này kia nọ, sợ có cái cuộc sống nó gò bó, kiểu mẹ chồng nàng dâu á, người ta cũng lo. Rồi tại sao em lại đồng ý chấp nhận làm vợ ảnh? Dạ tại vì thôi lỡ rồi, bây giờ bị ấy rồi. Thương em mà. Thương quá rồi. Dạ, với lại hai bên cũng biết nữa. Mà lúc mà tự nhiên hai bên nhà biết rồi kêu cưới. Ừ. Mà ba mấy rồi, ba mấy nói chuyện, rồi. Em kể chuyện này nghe mắc cười lắm. Trời, em xuống nhà lần đầu tiên đâu dẫn ai về nhà đâu, hồi xưa đến giờ. Mà lúc em làm bạn em đòi về nhà chơi cũng không chịu luôn. Mà đến lúc mà cưới rồi dắt em về nhà, trời ơi, ba mẹ mừng lắm luôn, mừng lắm, em thấy sắn lên. Lúc cưới còn mừng nữa, sắn lên, giống như là dạ, được. Em thấy trời, em thấy em có giá ghê. Sợ đấy, mà thật sự là phải đâu, mẹ khó quá không có chịu, không chịu ai á. Cái lúc đó là 20 mấy chứ hả? Dạ 29 rồi. Trời ơi, là coi như là nhà là 29 tuổi là sợ hủ mắm. Rồi về. Mà thật sự giờ nói chung là mấy ông bà già xưa mình á thì sợ vậy thôi, chứ thật sự giờ thời buổi hiện đại phụ nữ giờ lớn tuổi cũng đâu có gì đâu. Mà em bất ngờ không, 29 tuổi mà còn con gái trinh nguyên á, thành ra là em bị vậy là đúng rồi, hiểu không? Giữ gìn lâu quá mà tranh thủ liền chứ. Dạ nhìn lâu mà nhìn mất cực, nhìn bà già vợ dễ thương lắm luôn á. Trời, bà sẵn nhìn thấy cưng lắm. Cảm ơn bà già vợ không? Cảm ơn bà già vợ. Dạ nói chung là hôm nay có được dịp con lên chương trình này thì con cũng cảm ơn ba mẹ với anh chị em của vợ con là những người rất là tuyệt vời mới sinh ra với lại nuôi dưỡng cho người vợ con ngày hôm nay là một người con gái cực kỳ tử tế, đoan trang, hiền lành. Hãy làm vợ con. Rồi mời ngồi xuống. Rồi bây giờ đến phần thứ hai luôn nè. Đó. Thứ hai đi chị à. Thứ hai luôn. Hãy nói thẳng mặt nhau đi. Khóc xấu. Giờ phần thứ hai nè, đó lấy nhau được hơn 2 năm rồi ha. Đúng không? Hơn 2 năm 6 tháng chứ. Hơn á, đúng không? Kiểu là 2 năm xong rồi thả là dính liền à. Gần là năm hả? Gần 2 năm ha, gần 2 năm. Tháng 7 này mới tới 2 năm hả chị? Sao biểu là lấy nhau cử 2 năm rồi thả ra là dính liền. Cử năm mấy hả? Năm mấy thôi. Em nhớ lộn, em nhớ lộn á. Rồi sao? Về nhà rồi anh này ảnh có tật xấu gì không? Dạ, trước khi cưới á, đi chơi á, em thấy cũng đàng hoàng. Nói chung là lúc đầu á, bạn bè á, đi chơi thì có cảm tình. Tại vì thấy đi chơi mà ví dụ như chỗ nào dơ đi công viên chẳng hạn, mà mấy người bỏ mấy cái đồ dơ lại đó thì ông cũng dọn dẹp, sạch sẽ, gọn gàng này kia, cũng để ý người này người kia, quan tâm thức về môi trường. Dạ, đó ông quan tâm mấy người giống vậy lắm. Dạ. Xong rồi lấy về thấy cũng quan tâm mọi người xung quanh, cái xong lấy về thấy bất ngờ hơn là ông chăm sóc vợ tốt hơn. Nói chung là mọi thứ trong nhà là chỉnh chu lắm, vậy có em làm bay bưa ra thôi. Thôi bây giờ chúng ta kể về tật xấu chứ không phải là khoe về những cái tính tốt của trai này nghe. Trời, mọi người đàn ông hoàn hảo nghe, tật xấu lắm không có kể được. Trên đời này không ai mà không có tật xấu. Đúng rồi, có tật xấu chứ. Đâu tật gì đâu? Dạ ngủ thì kéo gỗ. Em thì cái tính cũng khó ngủ, cái cổ mà em đẩy ra ngoài xong rồi chút xíu nữa cũng sắp lại, xong rồi ghé bên tay kẹo gỗ vậy đó. Dạ rồi xong tiếp theo á, là đi chơi với bạn đó chị, là có cái ông bạn mà hồi xưa cũng đi chơi chung với em với ổng, cái hai người cứ thủ thị nói xấu vợ không. Em không biết em có cái gì xấu mà hai người cứ đá mắt với nhau vậy đó. Nói xấu vợ là nói xấu em. Ông kia có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa có vợ. Dạ là chỉ có nói xấu một bà vợ thôi. Trời, có chừng ổng là trà xanh em, đó. Đúng rồi, em còn là trà xanh. Em còn nghĩ để cái tay tôi nè, để cái tay tôi nè. Đúng rồi chị, chia rẽ đó, hiểu không? Hiền trả nhảy vô đó. Tại vì chơi với nhau mấy năm rồi, ông này nè chơi với nhau mấy năm rồi em. Ủa cuối cùng là hai ông có BD không? Em hỏi thẳng luôn. Hỏi thẳng luôn. Em tạt nước sôi em luôn. Ủa hai ông BD hay sao mà suốt ngày nói lén vậy? Dạ. Coi như là dính chặt nhau mà lại nói xấu tôi. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần mà em đi chơi chung, lúc lấy nhau rồi đi chơi chung có vẻ không thích đâu, không thích lắm. Không thích. Lão không thích lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi là y thị rồi. Là. Đó. Nhưng mà nói nghe nè, em có bao giờ em nghe cái câu chuyện của hai người này nói về vấn đề gì không? Không nghe được luôn ấy, không nghe được luôn. Bây giờ hỏi thẳng nè. Hai anh em bạn trai nói với nhau gì? Đó, nói gì mà lén la lén lúc mà liếc qua liếc lại. Em á, hồi xưa lúc mà chưa quen á, đi chơi chung á là em thích hỏi về mấy cái vấn đề mà cái tình cảm của cái người đó lắm, để cái người đó tâm sự. Em thích hỏi về những cái vấn đề bạn trai của cổ làm sao á, dù cổ có chuyện buồn hay gì á, cổ nói chuyện với mình để cũng như chút hết cái gánh nặng buồn phiền gì đó. Thì em có một bạn đó, hai đứa thì cũng thấy thích nhỏ này, mà cái mặt của nó lúc mà nó bực lên nhìn nó thấy cưng lắm, cho nên ghẹo cho nó chọc nó bực hoài. Nó giả bộ nó nhỏ vậy đó, đưa cái tay vậy, đưa cái miệng vậy, mà thật sự nó đâu có nói gì đâu đó, cái ghẹo về cái vấn đề người bạn trai đó đó. Cái bạn kia cũng thừa nhận là vợ em xinh đúng không? Dạ. Vậy là coi chừng ông này ông trà xanh cả hai luôn. Không, bả thì bả không có thích đó, mình nhắc về cái người đó hoài, em không hiểu sao nữa. Thì mình cứ sợ mất em đó, sợ mất em với bạn trai em. Không phải, tại vì nó xấu nhiều quá, nó nói mà em không có biết cái nội dung của là gì, chỉ biết là cứ chị vào em chọc em đó. Đúng. Nãy em nghe nói chọc em đó, tức là nói mỗi lần cái mặt em mà giận là mặt em rất là dễ thương. Thành là hai ông hùa nhau để cho cái mặt em gội xuống để nhìn cho đã, hiểu không? Như vậy là phải coi lại cái anh kia nha. Anh kia là có chừng là biết thích chồng hay thích vợ nha. Mày tâm lý ghê luôn. Mà nhiều khi á, tại vì anh kia anh khoái cái kiểu mà tâm lý luôn, cái kiểu mà khoái nói chuyện mà em nói cái mỏ em á, cái hơi của em phà vô cái lỗ tai, vô cái gáy của em. Đúng không? Là em lại đang phân tích vấn đề trà xanh đàn ông à? Thì là đang phân tích cái vấn đề trà xanh là phụ nữ đó em. Trời ơi, vậy đó hả? Thôi nó đó, tại chưa quen ai mà. Bên kia chưa có bạn gái luôn. Thôi nói chung là mai mốt thôi đừng nói nhỏ nữa. Em không kiếm bạn gái cho dùm cho cái anh đó. Em kiếm hoài á chứ, mà giống như không hợp á. Trời, em kiếm mấy đứa cho nó. Mấy đứa bạn gái nó quen là em làm mai không vậy đó. Em cũng muốn mà không có, cuối cùng cũng không có thành, không có đi đến đâu luôn. Em nói nặng bóng vía mà. Nhiều khi cái vía nó nhẹ quá em ơi, cái vía nhẹ mới dính. Vía nhẹ múa dông múa gì đó không à, không có dính nha. Rồi bây giờ thêm cái tật xấu nè, còn tật xấu gì nữa không nè? Dạ, mấy ông tài xế lúc mà ông dẻo miệng lắm đó. Đúng rồi, có ai thả tính tầm bậy bạ không? Dạ. Rồi chị gợi mở đúng luôn, đúng tâm lý. Em thấy lướt Facebook hoài à. Em thấy hay like hình mấy nhỏ đẹp đẹp á, like dạo đúng không? Đúng rồi chị. Mà em mà phụ nữ mà thấy người ta đẹp hơn mình á mà like là không thích rồi, khó chịu đúng không? Còn mấy bạn á có nhắn tin này anh đẹp trai này kia nọ đó chị, không ghen sao được. Trời ơi, vậy đó hả? Nhắn tin vô inbox hay là trong cái trong comment? Cảm ơn em đã khen chồng chị. Đúng rồi, comment nè. Cái gì em còn nhớ là mai mốt khi nào em thấy mấy cái like đó đó, em cứ lấy hình của em với ảnh chụp chúng nhau nè, xong em bỏ vô cái đường like đó luôn, comment luôn. Cảm ơn em đã khen chồng chị đẹp trai, chị vô cùng hãnh diện. Đó là tự động bạn kia unfriend không hay đúng rồi, mà chụp cặp vậy đó, hiểu không? Đó mà mình cặp còn nhiều lắm. Cái mất nước luôn à. Xong rồi còn gọi điện người yêu, còn gọi điện vô Facebook nữa. Vậy á, hỏi ủa ai vậy không nghe máy đi, kêu nhỏ đó hồi xưa quen đó, nó bỏ chồng rồi, hồi xưa nó không thích anh. Ủa trời, bây giờ mà nghe điện thoại là nói với nhau cả tiếng đồng hồ. Ôi em giật mình luôn á. Trời ơi, là nghe lại cái điện thoại của cái người xưa đó hả? Ý là gọi Facebook á. Không, cái đó là không được đó, cái đó là khó chịu lắm. Cái đó là cái xong rồi em kêu nghe đi, nghe coi người ta nói cái gì. Bạn được không? Né đi hả chị? Cái đó không còn là bạn nữa rồi. Né hả chị? Né đi, nhất là vợ mình đang bầu bì vậy mình né đi. Cái đó cũng lâu rồi, cái đó là lâu rồi. Không, nhưng mà qua cái đó để rút kinh nghiệm những cái tiếp theo. Dạ. Bây giờ còn không? Dạ bây giờ nói chung là cái vấn đề mà bạn gái comment hay là gọi điện là hình như là không có, không biết ở sau lưng có gọi không ạ? Không gọi đâu, người ta thiệt tình lắm. Dạ, gì còn tật xấu gì nữa không? Lướt Facebook nhiều nè, rồi gì ta? Có hay khen gái đẹp đúng giờ rồi. Đi ra ngoài đường cái miệng nó dẻo quẹo à. Gặp ai mà bạn cũ hay là gặp con gái á, ôi sao này đẹp quá vậy, da đẹp quá ha, nó càng lớn càng đẹp ha, này kia nọ, em khó chịu lắm. Khen trước mặt em vậy luôn. Nhưng xả dao. Nhưng mà có hay khen dở không? Dạ khen thì có khen đó, nhưng mà em vẫn không cam tâm. Chỉ khen một mình em thôi thì được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chút nữa thôi. Không, thực ra mà nói là khen trước mặt em thì lại là gọi là sao ta, vô hại, không thực sự cái đấy ha. Nhưng mà nói chuyện điện thoại Facebook với người yêu cũ là không nên. Nhưng mà cái vấn đề khen những người phụ nữ mà trước mặt của vợ mình á, khi có mình á thì là vô hại, nhưng là luôn luôn phải thòn câu nè. Ví dụ nha, ôi dạo này lâu quá không gặp, đẹp gái ghê á ha, càng ngày càng trổ mã nha, giống y như vợ tôi á, càng ngày nó càng đẹp, ví dụ vậy. Đấy, cái đó nhẹ nhàng hơn là khác liền. cục diện thay đổi liền, hiểu không? Nhớ nghe, tâm lý nha. Đừng nói trà, hôm nay gặp lại đẹp quá, đẹp hơn vợ tôi nữa. Chổi trà mà, chổi trà đơm tới tấp luôn. Chả lau nhồi đúng không? Chả lời, chổi lau nhà. Rồi, còn gì nữa không nè? Chắc hết rồi. Cái đó là hết rồi. Chị bị dính mấy cái nhẹ nhàng thôi, cái đó nhẹ nhàng thật sự nhẹ nhàng quá. Người đàn ông hoàn hảo quá. Rồi bây giờ tới em nè, đó. Bây giờ vợ em sao? Có tật xấu gì không? Nếu mà thật sự mà nói thì tật xấu của vợ em thì em nghĩ là cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Ai không thấy tật xấu gì. Nhưng mà có kể chuyện đánh rắm không nhỉ? Cái đó không xấu, cái đó là tật của người ta. Tiêu hóa tốt vẫn nhiều nha. Lắm em ơi. Tiêu hóa tốt nha. Mà tế nhị lắm nha. Em có xem Trình Vợ Chồng Son, em thấy là nhiều cặp lắm. Dạ, mà không có nghe tiếng, chỉ nghe mùi thôi. Trời ơi. Có nghĩa là lép đúng không? Lép nhưng mà cái sức công phá nó quá lớn, quá cao luôn. Em còn phải sợ nữa mà, em làm đâu lại đâu. Em là cũng chúa chùm luôn á, cái chủ luôn. Làm không lại luôn. Là một cái. Cái đó cũng chưa gọi là tật xấu. Tật xấu. Cô này có cái tính là hay kiểu là hơi hờn mát thôi. Hay hờn mát, hở chút khóc. Hở chút là khóc lắm. Khen phụ nữ đẹp trước mắt. Dạ, cũng giống vậy. Cho nên sau này là khen mà phải thọn liền cái câu kia. Nhớ chưa? Nhớ nha. Dạ. Chút tập lại đi nha. Rồi, còn gì nữa không? Có hay cầm ràm, có hay cằn nhằn nè em. Có khi em đi xa này nọ được không? Dạ, thì cái cô này cổ thì em thấy cổ hay ghen. Với lại cổ cũng cái kiểu giống như là quen nhau mà cũng như là thương nhau mà ràng buộc mình quá, cũng như mình mất, mình cảm thấy á, mình cảm thấy ở thời điểm đó đó, mình cảm thấy là mình và người chồng mình mất tự do. Nhưng mà đến khi mình nghĩ lại á thì á, ở nhà chơi vợ cũng vui, tại vì á, mình đi chơi với bạn hay với lại mấy người ngoài đường á thì nói chung thì em cũng may mắn gặp tất cả những người bạn của em á đều là những người bạn tốt. Nhưng mà đến khi mình gặp nạn á, thì nói chung người ta cũng hỏi thăm một vài câu thôi, đúng không? Cuối cùng thì cũng vẫn là vợ cha mẹ mình thôi, cha mẹ mình ở bên cạnh mình thôi. Vợ mình, cha mẹ, đúng rồi. Mấy ông đàn ông là vậy đó, lúc mà khỏe mạnh á thì bè bạn nhiều lắm, lúc có chuyện gì chỉ có ông vợ già cái bên thôi. Thì đó mình mới thương vợ thì có. Trời, em nói anh nghe, cũng vì em cái tính đó, mình lúc mà mình mới lấy về mình chưa hiểu cổ á, đó cổ hay khóc, mình mà mình hay khóc, mà mình cũng đâu có quen đâu, mình chưa biết, mình cảm thấy sao khó chịu á. Mình cũng xém chia tay mấy lần là vì cái tật khóc đó thôi đó. Nhưng mà hồi đó lúc mới cưới về còn nói là cô khóc như vậy á thì là em thể hiện như thế nào, em phản ứng như sao? Mới đầu thì em dỗ không được chút, em bực em đòi bỏ đi. Em bỏ đi, có cái lần em bỏ đi cả một đêm. Một đêm luôn á. Em nghĩ là em đúng thôi, bây giờ mình bỏ luôn đi, mình bỏ, mình làm lại từ đầu, mình nghĩ là mình đúng. Nhưng mà sau đó cái qua ngày mai em về á thì cổ mới tâm sự lại với mình á là đêm qua em giận với anh, cái xong rồi cái anh hỏi em không trả lời, có nghĩa là không phải là em không trả lời anh hay là em khinh thường anh hay em bực anh, mà lúc đó là tại em đang sợ, tại vì em nãy em đi ngoài đường á, em gặp cái thằng cha biến thái kia, chả cứ theo em hoài, em cứ đâm đầu em chạy, cái hồi á cái tự nhiên người ta kêu ơi, thì ở đây cái chiếc xe tải nó cũng vừa nghe vừa thắng ngay em luôn á. Nếu mà không nghe người ta kêu là xe tải nó hốt em rồi. Cho nên em sợ lắm, em sợ xe ít mà em sợ biến thái đó nhiều. Rồi lúc đó tự nhiên cái em có lỗi, hối hận đó. Bởi vì mai mốt chị nói em nè, vợ nó ghen là cũng có lý do, không phải tự nhiên nó ghen, đâu có ai khùng mà tự nhiên đi ghen, đúng không? Thứ nhất là em là thuộc loại đàn ông đẹp trai, đúng không? Thứ hai, cái công việc của em là công việc mà nó cũng phải phóng khoáng về mặt thời gian nữa, rồi đúng không? Chứ em đi làm vợ đâu đi theo được, đúng không? Đã vậy là còn có cái tật mà thích khen phụ nữ khác, thả thính đồ này kia nọ các thứ, là nó ghen là đúng rồi. Nhưng mà nhớ lời chị dặn, mai mốt cứ em nói trời ơi, da dòng này đẹp dữ gì, trời ơi nè, giống vợ tôi nè, da càng ngày càng đẹp, không biết sao mấy bà giờ xài gì đẹp dữ vậy, ví dụ vậy. Lúc nào cũng phải khen vợ nữa, nghe không? Nghe. Tâm lý không? Tâm lý nha. Rồi, giờ hai đứa mong muốn thay đổi cái gì ở nhau nè? Mong muốn gì? Hình như em hả? Hài lòng lắm. Em thì muốn anh bớt lướt Facebook lại đi, quan tâm vợ nhiều hơn chút nữa. Đó, với lại bớt đi với bạn mà nói xấu nhỏ em không thích. Rồi, mong muốn chính xác. Em đâu có gì là cách xa nhau như là một sải tay. Em ngồi đây nè, em ngồi, hai người ngồi bên này nè. Dạ, hai người đó có khi ngồi gần nhau luôn á chị, xong rồi Tại vì thật ra là chọc em. Dạ, bản chất của câu chuyện là chọc em. Vấn đề là lúc đó em đâu có biết là chọc em. Vấn đề gì đâu, giận luôn á. Giận á, định là xóa Facebook của em á. Mỗi lần giận là mỗi lần xóa Facebook. Mỗi lần giận cũng tự kết bạn lại giống như theo kiểu giống như em suy nghĩ không biết phải là càng ghét nhau tự nhiên càng nhớ về nhau, không biết phải không? Lý không? Rồi thôi bây giờ nè, mong muốn đó coi như là mong muốn đó là hợp lý, đừng có nói nhỏ nữa mà. Tôi cũng mong muốn cái điều đó nữa. Hai thằng đàn ông mà suốt ngày cứ nói nhỏ nhau kỳ lắm. Đúng rồi, thấy không? Rồi bớt lướt Facebook lại. Bây giờ tới em muốn vợ mình thay đổi điều gì hả? Em muốn vợ em là bớt khóc đi một chút, tại khóc nhiều khi mốt tâm lý cũng như cái kiểu như là buồn phiền á, dễ sinh bệnh. Rồi và nhất là trong cái giai đoạn này nữa, đừng bao giờ làm cho mỗi lần khóc là khó thở. Em mà để cho vợ khóc hoài, mai mốt con ra khóc hoài. Vợ mà quạo mai mốt đẻ con ra mặt quạo đeo. Nhiều khi nhóc nó còn ghét mình luôn. Thôi vậy cho bà cười đi. Nghe với là em cũng vậy, đừng bớt ủy mị đi, mốt bây giờ mình phải làm mẹ rồi. Đúng rồi, làm vợ rồi, bây giờ phải làm mẹ rồi, cho nên mình phải là cái chỗ dựa vững chắc cho con của mình, hiểu không? Mình là người đàn ông quyền lực, trong mình phải thể hiện mình là người đàn bà quyền lực ở trong gia đình mình. Không, tiếng trước tiếng sau cho ăn bập tay liền. Có một cái nguyên lý mà rất đúng và rất chính xác. Cha đẹp, mẹ đẹp thì chắc chắn không thể nào đẻ con xấu. Cha vui, mẹ vui thì chắc chắn đẻ con nó sẽ vui. Cho nên anh hy vọng hai vợ chồng em mỗi ngày đều có một những cái niềm vui tiếp nối để mà chuẩn bị chào đón một em bé ra đời. Và nó cũng sẽ vui và đẹp giống như cha mẹ của nó. Nghe. Rồi